thương mại, hội chợ triển lãm cao ốc văn phòng trong tương lai. Mặc dù là ngày Tết dương lịch 1 tháng 1 năm 2008, nhưng trên công trường nhà máy lọc dầu Dung Quất Quảng Ngãi vẫn sôi động khí thế thi công, với lực lượng lao động lên đến 10.000 người, thực hiện công tác xây lắp cơ khí đang ở vào giai đoạn cao điểm, đồng thời hoàn thiện một số hạng mục công trình khác. Nằm trong khu kinh tế Dung Quất thuộc huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, nhà máy lọc dầu Dung Quất có tổng mặt bằng là 340 hectare. Khó có thể hình dung được cách đây mới 30 tháng, địa bàn này còn là vùng đồi cát, núi non Quang Du, mà nay đã là một đại công trường của dự án nhà máy lọc dầu đầu tiên của Việt Nam thuộc loại hiện đại tầm cỡ trong khu vực, với tổng mức đầu tư dự kiến lên đến 3 tỷ đô la Mỹ. Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam là chủ đầu tư cùng với tổ hợp các nhà thầu quốc tế, đứng đầu là nhà thầu Technip, Pháp và Malaysia, Thụy Điển, Tây Ban Nha, Nhật Bản, phối hợp với hơn 40 nhà thầu phụ của Việt Nam. Qua suốt 2 năm rưỡi thi công, lao động quyết liệt, đến đầu năm 2008 này đã hoàn thành khối lượng công trình đáng kể. 90% thiết bị siêu trường, siêu trọng đã được đưa về nhà máy và lắp đặt. Các hạng mục thi công xây dựng, lắp đặt, thiết bị công nghệ trung tâm nhà máy và thi công đường ống các loại, chế tạo bồn bể đã đạt trên 80%. Với tiến độ thi công quyết liệt như vậy, dự kiến công trình nhà máy lọc dầu Dung Quất sẽ được đưa vào vận hành đúng tiến độ vào quý 1 năm 2009. Đến thời điểm này, trên địa phận tỉnh Lâm Đồng, công ty cổ phần thủy điện miền Nam đang xây dựng 3 dự án thủy điện với tổng công suất là 117 MW, gồm thủy điện Đa Sát có công suất là 13,5 MW, khởi công từ cuối năm 2005, thủy điện Đa Dân 34 MW, khởi công năm 2007, và dự án thủy điện Đa Ri 75 MW, được xếp vào nhóm A của sơ đồ phát triển giai đoạn 6, giai đoạn 2010-2015 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Dự án Đa Ri dự kiến sẽ khởi công vào trung tuần tháng 1 năm 2008 sắp tới. Được biết, nguồn vốn xây dựng 3 dự án thủy điện Đa Sát, Đa Dân, Đa Ri lên đến 2.700 tỷ đồng. Trong đó, hai cổ đông chiến lược của công ty cổ phần thủy điện miền Nam là công ty điện lực 2 và tổng công ty rượu bia nước giải khát Sài Gòn chiếm đến 60%. Theo dự kiến, kể từ năm 2008, khi lần lượt được hoàn thành và đưa vào vận hành, ba nhà máy thủy điện này sẽ đóng góp tổng sản lượng điện trên 550 triệu kWh điện mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia. Tối ngày hôm qua, cũng nhân dịp đón mừng năm mới, câu lạc bộ phụ nữ Việt Nam hoạt động quốc tế do bà Tôn Nữ Thiện Ninh làm chủ tịch, bà Phạm Chi Lan làm phó chủ tịch đã chính thức ra mắt với 23 hội viên sáng lập ở miền Nam và miền Bắc. Thành viên tham gia câu lạc bộ bao gồm phụ nữ Việt Nam hoạt động trên nhiều lĩnh vực như chính trị, ngoại giao, giáo dục, văn hóa nghệ thuật, truyền thông, tham gia hoạt động quốc tế thường xuyên và quan tâm đến sự phát triển của phụ nữ Việt Nam. Câu lạc bộ phụ nữ Việt Nam hoạt động quốc tế sẽ là cầu nối liên kết giữa phụ nữ Việt Nam trong nước với phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài và phụ nữ thế giới, nhằm nâng cao hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam trên trường quốc tế, đóng góp vào quá trình hội nhập của phụ nữ Việt Nam với thế giới. Trong hoạt động ban đầu của mình, câu lạc bộ đã tiến hành giao lưu với tổ chức phụ nữ Singapore và sẽ tiến hành hội thảo với phụ nữ thành phố San Francisco của Mỹ với đề tài phụ nữ nghèo kết hôn với người nước ngoài. Ngay khi ra mắt đã có 80 thành viên đăng ký tham gia và câu lạc bộ này đã tiến hành ra mắt quỹ từ thiện Vòng Tay Ấm cùng với quỹ tài năng để hỗ trợ phụ nữ nghèo, phụ nữ tài năng. Trong 2 tháng qua, Viện Nghiên cứu Giáo dục Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với nhãn hàng kẹo Sinh Dung Con Air đã đưa chương trình tập trung trí tuệ nắm bắt tương lai vào 10 trường trung học phổ thông và đại học trong Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình này đã được thiết kế công phu với các chuyên gia tâm lý, huấn luyện viên chuyên nghiệp của Viện Nghiên cứu Giáo dục. Tham gia chương trình, các em sẽ được trải nghiệm qua các trò chơi thực hành đầy sáng tạo, những giây phút giao lưu và tư vấn về các giải pháp cải thiện khả năng tập trung, xác định tầm nhìn trong học tập và được phát cẩm nang cung cấp chỉ dẫn tập trung có hiệu quả. Bên cạnh đó, các em còn được có cơ hội tham gia chương trình tìm kiếm nhà du lịch về chỉ số tập trung để nhận học bổng tham dự khóa học nhà lãnh đạo tương lai với tổng giá trị 80 triệu đồng. Theo dự kiến, chương trình sẽ được nhân rộng trên toàn quốc trong năm 2008. Thưa quý vị, báo Nhân dân số phát hành đầu tiên trong năm mới 2008 đã có một số bài viết đáng chú ý. Báo đăng thiệp chúc mừng năm mới Xuân Mậu Tý 2008 của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Báo cũng đăng kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2007 và các chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế xã hội năm 2008. Ngoại giao Việt Nam năm 2007 đi lên cùng sự phát triển của đất nước, bài viết của đồng chí Phạm Gia Khiêm, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Dịp này, báo đăng bài xã luận Năm mới thành công mới, bài báo viết: Năm 2007 đi qua, nhìn lại chúng ta rất đổi tự hào, thuyền ra biển lớn, sóng cả gió to, gia nhập WTO, thuận lợi nhiều, cạnh tranh thêm gay gắt. Vậy mà tốc độ tăng trưởng kinh tế nước ta vẫn đạt 8,44%, cao nhất trong 10 năm qua. Số hộ nghèo từ 19% xuống còn 14,87%.
dân bỏ tiền ra phụ cùng nhà nước, tạo nên tỷ lệ đầu tư xã hội đạt 40,5% GDP. Các nhà đầu tư nước ngoài yên chí đăng ký đổ 20,3 tỷ đô la Mỹ vào Việt Nam để làm ăn sinh lời. Qua đó, chúng ta cũng tự hào những gì đã làm được trong năm qua, dựng bước vào năm 2008, năm mới, thành công mới. Cũng trong số báo đầu tiên của năm mới, báo Quân đội Nhân dân số phát hành sáng nay có bài viết Dẫn tin vào tương lai, viết về năm 2007 đã qua. Đất nước ta đạt được nhiều sự kiện to lớn trên tất cả các mặt, kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng an ninh. Với thế và lực mới của Việt Nam tích tụ từ hơn 20 năm đổi mới và từ mấy ngàn năm lịch sử, chắc chắn chúng ta bước vào năm 2008 với nhiều hứa hẹn mới, hãy dưỡng tin vào tương lai. Tiến tới đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội, báo đưa tin ngày 13 tháng 1 sắp tới sẽ khai trương đồng hồ đếm ngược thời gian và công tác chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này của Hà Nội. Ngoài ra, báo cũng đăng một số tin nhắn đáng chú ý. Chủ tịch Quốc hội Micronesia thăm chính thức Việt Nam, phê duyệt chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2020. Trang nhất báo Sài Gòn Giải Phóng số ra hôm nay đưa tin, từ hôm nay ngày 1 tháng 1 năm 2008, kinh doanh thực phẩm phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh. Một điều đáng quan tâm trong vấn đề này đó là mặc dù kế hoạch cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đã gia hạn đến 2 lần, nhưng đến nay Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh chỉ mới cấp được khoảng 30% trong tổng số hơn 24.000 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm. Như vậy, kế hoạch cấp giấy chứng nhận trước đó đã hoàn toàn phá sản và kể từ hôm nay, ngày 1 tháng 1 năm 2008, thanh tra Sở Y tế sẽ lên kế hoạch tiến hành thanh tra, kiểm tra và nếu có cơ sở nào nằm trong hơn 70% cơ sở kinh doanh sản xuất thực phẩm chưa được cấp giấy sẽ có thể bị phạt từ 10 đến 15 triệu đồng. Với những thực tế nêu trên, liệu năm 2008 công tác vệ sinh an toàn thực phẩm có được giám sát tốt như chủ trương của thành phố đã đề ra? Mời quý vị đón đọc bài viết chi tiết trên báo Sài Gòn Giải Phóng số phát hành sáng nay. Với việc thanh toán lương cho cán bộ công chức bằng thẻ ATM sẽ được áp dụng trong năm mới 2008 ở một số thành phố và sẽ áp dụng rộng rãi trên toàn quốc từ năm sau, ngày 1 tháng 1 năm 2009. Vấn đề này, báo Sài Gòn Giải Phóng cũng có bài viết thanh toán lương cho cán bộ công chức bằng thẻ ATM, những băn khoăn trước giờ rê. Mời quý vị đón đọc bài viết trên báo Sài Gòn Giải Phóng số phát hành sáng nay. Cuối cùng sẽ là một số thông tin đăng trên báo Người Lao Động số đầu tiên của năm mới 2008. Thưa quý vị, bắt đầu từ số báo ngày hôm nay, báo Người Lao Động sẽ tiếp tục thực hiện một đợt cải tiến nữa nhằm chuyển tải những thông tin thiết thực, sát với cuộc sống, tiện ích, chất lượng, với việc thay đổi hình thức, nâng chất lượng nội dung. Trong đó có hai trang mới là Đầu tư chứng khoán và Bạn đọc. Hai trang này sẽ xuất hiện đều đặn trong số báo phát hành trong tuần, trừ số báo ngày Chủ nhật. Trên trang nhất, trang 2 và trang 3 báo Người Lao Động số ra hôm nay có bài viết Việt Nam mạnh mẽ dương mình. Trong đó nêu lên những thành tựu quan trọng mà nước ta đã đạt được trong năm 2007 vừa qua. Các đồng chí lãnh đạo từ trung ương đến địa phương, đến những doanh nhân đều có những kỳ vọng về một năm mới 2008 sẽ phát triển mọi mặt của đất nước. Báo cũng đưa các tin đáng chú ý. Thành phố Hồ Chí Minh giữa năm 2008 sẽ có thiết kế khu trung tâm. Xe ba bánh, xe tự chế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được phép lưu hành thêm 6 tháng. Quý vị vừa theo dõi xong phần điểm báo của bản tin. Tiếp nối bản tin sáng nay sẽ là phần tin thế giới. Trung Quốc đã khởi động năm Olympic bằng lễ hội năm mới, bao gồm các màn bắn pháo hoa, ca hát và nhảy múa. Lễ hội do Ban Tổ chức Thế vận hội mùa hè Olympic 2008 đảm trách đã thu hút các cư dân của thủ đô Bắc Kinh bất chấp giá lạnh và họ tập hợp về khu vực tượng đài Thiên Niên Kỷ. Tham gia lễ hội đón giao thừa tại tượng đài Thiên Niên Kỷ, một công trình bằng đá hình tròn nằm ở phía tây của Bắc Kinh, còn có ngôi sao điện ảnh Thành Long. Lễ đón giao thừa khép lại một năm Trung Quốc hối hả xây dựng các công trình cực kỳ hiện đại dành cho Thế vận hội Olympic và những dự án xây dựng khác để làm thay đổi bộ mặt thủ đô Trung Quốc. Quá trình đếm ngược cho đến ngày khai mạc Olympic mùa hè tại Bắc Kinh chỉ còn 220 ngày tính từ ngày 1 tháng Giêng năm 2008. Hồng Kông Trung Quốc đón năm mới 2008 cũng bằng màn bắn pháo hoa hoành tráng tại cảng Victoria. Nóc các tòa nhà cao tầng, trong đó có trung tâm tài chính quốc tế, tòa nhà cao nhất Hồng Kông, rực sáng do màn pháo hoa trong sự vui mừng của những người đón giao thừa. Tại đảo Đài Loan, tòa nhà cao nhất là Đài Bắc 101, rực rỡ dưới ánh sáng pháo hoa, cũng đón chào năm mới 2008. Hàng ngàn người tập trung tại sân khấu được dựng gần tòa tháp. Họ đã tham gia quá trình đếm ngược để đón giao thừa.